Con phải hiểu một điều như thế này: phản bội sẽ gặp người phản bội, lừa dối sẽ gặp người lừa dối. Đó là luật nhân quả cuộc đời này, con phải tin. Nếu không tin á, thì thời gian sẽ trả lời tất cả. Chỉ vậy thôi. Chúng ta đã định là